Rồi, kính chào các bác. Em quay chiếc xe đi đèn ông 755 phục vụ các bác. Đây là chiếc đầu CD nhé các bác nhé. CD đèn ông 755 mặt phay gold. Hàng Nhật nội địa. Điện 100V. Đấy, em này thì nó là màu vàng. Nó màu vàng, do đó thì các bác có thể chơi rất là tốt ghép với những cái âm ly màu vàng, ví dụ những dòng săn xui, những dòng đờ nông, nói chung là những dòng, hoặc những cái dòng ma răng là anh em kết hợp vào nhìn nó rất là đẹp, hoặc những dòng piano kiểu kia đấy, anh em có thể kết hợp vào chơi. Đờ lông 755 quay đằng sau cho bác nhé. Đây, Made in Japan. Đây là số series. Đấy, đằng sau đít nó như này. Optical out nhá. Là đường ra đấy. Không phải giải mã nhá, em nhấn mạnh là không phải là giải mã cắm vào. Đây là out nhá. Là dùng là gì ạ? Ví dụ các bác mà muốn nghe quang, những cái âm ly của các bác mà có cổng quang mà các bác muốn nghe đường quang thì các bác cắm đường này. Còn không các bác nghe analog thì các bác cắm đường này. Lốc cắm như này chị em thế thôi. Đờ lông 755 đích danh con này nhá các bác nhá. Em luôn luôn nhấn mạnh các bác là hàng bãi thì không phải con nào cũng già giống nhau nhá, mỗi con một có thể là chênh nhau một ít, nó tùy vào cái giá trị của sản phẩm. Ví dụ giá trị sản phẩm 10 triệu thì nó ví dụ cộng trừ sai lệch khoảng vài trăm nghìn, còn giá trị khoảng 3-4 triệu thì nó cũng chênh lệch khoảng vài trăm nghìn đấy. Còn cái đồ vài chục triệu thì nó chênh lệch còn đến cả tiền triệu. Cho nên là em quay con nào là đích danh con đấy luôn. Và em báo giá ở tiêu đề tin. Đấy, CD đờ lông 755. Nghe đúng đĩa CD nhá các bác nhá. Không phải nghe VCD, CD đâu. Không phải VCD với DVD. Mà dòng này là dòng chuyên để nghe đĩa tiếng. Tiếng nó sạch sẽ, nó chi tiết. Và tầm tiền nó hợp lý. Lỗ này là lỗ cắm tai phone, volume của tai phone. Anh em tua bài thì vặn cái này nhá. Đấy. Còn tua dây thì đây. Đấy là tua dây. Tiếng em này rất là sạch sẽ, chi tiết. Anh em nào có nhu cầu sở hữu chiếc CD đờn ông DCD 755 điện thoại cho em nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.